Đi lễ chùa vào mỗi dịp ngày rằm mùng 1, điều bình dị ấy tưởng như chỉ có ở đất liền. Nhưng ở giữa biển khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, chị Cúc và con gái vẫn có thể gửi gắm ước nguyện cho gia đình khi tiếng chuông chùa vang lên. Khi đến chùa là thắp hương cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe và cán bộ chiến sĩ trên đảo sức khỏe dồi dào để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi là thường đến chùa để thắp hương, để thể hiện cái sự tôn kính đối với Phật tổ Như Lai cũng như là 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Sừng sững, hiên ngang như ý chí vượt khó của những người lính, trên 9 đảo của quần đảo Trường Sa, ngoài 6 chùa, thêm 3 ngôi chùa nữa tại đảo Sinh Tồn Đông, Đá Tây A và Trường Sa Đông được tu bổ, phục dựng và khánh thành. Tình yêu quê hương, ý thức về dân tộc, về chủ quyền tổ quốc của quân và dân trên đảo vốn đã bền chặt, lại càng vững hơn khi có thêm mái chùa nơi đảo xa. Trải qua nhiều những các cái năm tháng, cái ngôi chùa cũng như là cái đền thờ miếu mạo ở đây nó đã bị tàn phá, cho nên cũng có ý tưởng của giáo hội để xây dựng ở những cái đảo của chúng ta. Ở đây có những ngôi chùa là vừa là cái cột mốc tâm linh, vừa là cũng giúp cho những cán bộ chiến sĩ hải quân ở trên đảo cũng như là bà con ở trên đảo có cái nơi nương tựa vấn đề tâm linh. Chúng tôi là luôn luôn quán triệt và nhận thức được về các giá trị to lớn đó, thường xuyên tu bổ, duy trì, khắc phục những cái điều kiện thời tiết của biển đảo, làm sao để cho cái giá trị của chùa đi vào thực chất và đời sống văn hóa của quân và dân. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Giữa muôn trùng khơi, muôn vàn gian nan thử thách, tiếng chuông chùa cầu hòa bình, cầu cho quốc thái dân an vẫn vang lên. Hồn dân tộc luôn hiện hữu bởi hình ảnh những ngôi chùa thuần Việt trên quần đảo Trường Sa.